Rồi, dạ anh em, hôm nay shop Tùng Xe Máy Thắng mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm đó là full bộ với tông bạc đầu cao hàng RG Racing. Một cái mẫu này là hiện tại đang rất là ưa chuộng tại thị trường Thái Lan trong cái hệ máy mà máy độ tại Thái Lan. Thì mình có sẽ có về ba mẫu đó là size 53 Estanda, 54 Estanda và 56 Estanda. Full nó bao gồm là một bộ là trái nén đầu cao bạc rít ác và phải tông hàng chính hãng RG Racing Piston, rất là Thái Lan nha, hàng tại Thái Lan. Thì đây là hàng nhập khẩu về, thì mình có về được một ít size 53, 54, 56. Thì giá cho full bộ với tông bạc RG Racing này mình giá bán là có giá là 650 một bộ và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn ha. Bây giờ quay cận cảnh chi tiết cho anh em ha. Tất cả là bê tông đầu cao nha anh em. Đó. Đầu rất là cao. Đây là trên tay mình trái 53. Hàng chính hãng GR Racing nha. Hai bên đây nó có mạ một lớp gọi là chống chống lớp bê bê tông á. Rất là đẹp. Và hôm nay anh em nào hỏi về bê tông RG này thì cái alo là em nha, đã có hàng sẵn rồi. Có 3 size 53, 56, 54. Đầu này rất là cao, anh em về muốn đi dinh 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 đôn gì cũng được, và đi 2 van 4 van cũng được, anh em có thể tùy biến lại cái phần mà móc bê tông ha. Đó. Hàng chuẩn rất là đẹp. Hàng này là rất là nổi tiếng tại thị trường Thái Lan, trong tất cả các giải lớn đua xe hoặc là những cái lò độ xe người ta đều sử dụng bê tông RG này nha anh em. Hàng chính hãng RG nè. Trên bê tông nó có rất là nhiều mộc RG, thấy không? Mộc nổi RG. Bên đây cũng có mộc RG. Trái 54 nha anh em, ác 13. Ác 13. Tất cả các dòng quay rim cúp 67, quay S110, siêu rút đồ này kia là xài được hết nha anh em. Đây, đây là bộ bê tông trái 56. Bàn thì nó đi kèm theo là bộ bạc rít chính hãng nha, ác bê tông hay bê tông. Thì đó, full bộ này mà mình bán đồng giá, 3 size đồng giá là 650.000 một bộ và free ship hàng toàn quốc cho anh em. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0933 996 332 ha. Bê tông RG Racing giá 650.000 một bộ,